từ số 1 cho tới số 6. Một trong những người này là mình. Và nhiệm vụ của Tôn Gà và Huy Nút là đón xem ai là thật và cách cho họ chơi những thử thách. Liệu các bạn đã đón được ai là sắc viên thật không? Được rồi, câu hỏi đầu tiên cho mọi người nè. Miêu tả sắc viên là người như thế nào đi? Hai ý kiến trái chiều đó. Cái dễ thương là đúng nhất chứ. Không, Sắc Bên là người khua ngầu. Không bảo đâu, Sắc Bên là người rất là xấu tính. Ủa cái gì kỳ vậy, sao tự nhiên chửi bản thân vậy? Tôi đồng ý với thằng số 5 nha. Sắc Bên xấu tính thiệt á. Trời ơi, ca này có vẻ khó. Thằng nào giận có y chang Sắc Bên á. Vậy chúng ta hãy đến với thử thách đầu tiên thôi. Có 5 mục tiêu các bạn phải bắn trúng. Và ai bắn trúng hết thì người đó sẽ hoàn thành thử thách. Tôi biết là Jack Ben đang giỏi trò này lắm cho nên là Jack Ben làm đi. Được rồi, để tôi số 1 lên trước cho nè. Ê cha, bắn nè. Đúng vậy, bắn nè. Ôi, một con hình tôm đi rồi. Được, một con là bây giờ tới con ngay. Mình sẽ chờ đến lúc nó tới thì sau đó mình sẽ bắn nè. Được rồi, 2 trên 5. Ok, còn 3 câu hỏi nữa. Số 1 bắn được 2 trên 5 con nộm. Được rồi, giờ tới số 2 thể hiện đây. Mọi con ngài ở đây. Được rồi, tiếp tục thì ê, chúng rồi. Giờ tới mục tiêu hết tư để chúng rồi. Ê cha, trời ơi, một mũi nhỏ tiếc thiệt. Trời, số 2 bắn được 4 trên 5 luôn ghê thiệt chứ. Số 3 được 3 trên 5. Số 4 thì được 2 trên 5 cũng không tệ đâu nha. Được rồi, để số 5 đây trổ tài nè. Số 5 gáy như vậy mà được 1 điểm thôi sao? Được rồi, để coi thí sinh cuối cùng số 6 bắn ra sao đây. Được rồi, coi tôi nè, bách phát bách trúng luôn đây. Bảo cái con này trước nè. Trời ơi, số 6 cái gì mà bắn được 0 trên 5 vậy? Trời ơi, mắc cười quá. Được rồi, xong thử thách số 1. Tụi tôi đã lựa chọn ra ai sẽ là người bị lôi. Và dựa trên những kết quả mình sẽ hiện lên màn hình đây. Tụi tôi sẽ loại số 6 vì cậu ấy chơi dở nhất. Nghĩ sao mà để bắn cung dội ngược lại chết, mắc cười hay chứ? Được rồi, số 6, hiện nguyên hình. Trời ơi, trời ơi, hèn gì chơi dở. Pinabi đó hả? Tự nhiên chơi thử thách bắn cung sao tôi chơi được? Vậy là loại được một người rồi đó, Toga ơi. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đây. Và câu hỏi thứ hai là ta gặp Vi và Toga như thế nào? Gặp nhau trên mạng phải không? Gặp nhau trên mạng chứ còn gì nữa? Không, hình như gặp nhau ở trường thì phải. Nó sai rồi kìa, tụi mình gặp nhau trên mạng mới đúng chứ. Không, tụi mình gặp nhau trên mạng. Ôi, nghĩ ngược lại, gặp nhau ở ngoài đời. Nhưng số 3 với số 5 trả lời sai kìa Toga. Vậy chúng ta quyết định bằng một thử thách nữa đi. Thử thách số 2, thoát khỏi nhà tù của Toga và Huy Nấp. Bởi vì Jack VN hay chơi thử thách của tụi tôi. Cho nên thoát khỏi nhà tù này là một chuyện cỏn co. Mỗi thí sinh sẽ có 1 phút 30 giây để thoát khỏi nhà tù này. Được rồi, thí sinh số 1 bắt đầu đi. Ôi trời ơi, mấy tiệm ở đâu đây? Dưới cái toilet này có gì không? Không có. Ôi, dưới cái chỗ rửa tay này có gì không? Không có gì luôn. Ôi. Còn lại 30 giây thôi. 30 giây à, nhanh vậy ơi. Được rồi, 3, 2, 1, hết giờ. Trời ơi, số 1 không được rồi. Có vẻ như chúng ta chuyển qua số 2 thôi. Được rồi, đến lượt mình. Nếu như là tôi Gà và Huy sẽ giấu chỗ sót ở đâu ở đây? Ôi, tại lát, sao cái tủ sách này nhìn lạ dữ vậy? Bây giờ chị xây bãi đâu mà mở coi. Ôi, nó hiện ra cái gì, nó đi lúc ở trong nè. Bây giờ thì bấm nào, hãy cha. Đây, có. Bây giờ ông phải đánh bại tôi để lấy được cái chìa khóa. Đánh bại ông mà sao khó vậy? Sau 1 phút 30 giây, ông bà cũng chưa được đường thoát. Để coi số 4 như nào, tiếp tục tới số 4 nè. Ủa, số 4 đâu rồi? Ủa, có mục tiêu rồi, số 4 chỗ này hả? Như là nó có cái lỗ kia kìa. Và tôi đã thoát ra được rồi. Đây nè, tôi cái chơi này thật nè. Tôi chơi đào hố ra sau luôn á, ghê chưa? Bây giờ tới số 6 thì cậu ấy sẽ làm gì đây? Và cậu ấy cũng đã tìm ra được tổ bí mật rồi. Nhưng mà cậu không thể thoát ra khỏi đây được đâu. Các ông bây giờ coi nè. Được đường thoát rồi. Đúng vậy. Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Chắc VN xin bảo thắng mai. Cho tôi nhớ công làm liên quan tới thằng 3 đúng không? Sai rồi. Không, là thằng 2. Đúng rồi, thằng 2 mới đúng. Không, là thằng 1. Trời ơi, số 1 với số 5 trả lời sai hết rồi kìa. Để quyết định ai sẽ là người bị loại, chúng ta sẽ cho
coi thử thách một lần nữa. Chào mừng đến với thử thách giải cứu bạn bè. Bây giờ tôi và Huy Nấp và Navi đang bị kẹt trong những cái lồng này rồi. Một phút 30 giây những cái xô lava nó sẽ rớt cái đầu của tôi. Trời, chắc vì anh rất quan tâm đến bạn bè cho nên là cậu sẽ cứu được tôi đúng không? Được rồi, số 1 tới trước đây. Ôi cơm số 1 đã ngỏm rồi. Được rồi, số 2 tới đây. Ok, bây giờ bị ta ui, cái chỗ này sao nó nhiều gai dữ vậy? Ôi trời ơi, cái này nó nguy hiểm dữ vậy trời. Ủa, phải đi từ từ nữa hả? Ủa, là cái gì? Trời ơi là trời, đứng trên cái dây đó lâu quá rồi đứt bây giờ. Được rồi, tới lần số 4 tôi tới đây. Ôi trời ơi, tới nổi dây nè. Ôi trời ơi, yeah, hay quá. Mọi người ơi, tôi chuẩn bị tới cứu mọi người nè. Ok, ủa, cái chỗ này bị khóa rồi, sao mày cái mở lên đây? Ủa, kìa. Trời ơi, từ từ đã, mình có ý này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ khiêu khích tất cả. Ê mày, ngon này lại đây, sao con, ngon này lại đây, xuống đây, nè nha. Và bây giờ lava rơi xuống nè. Rồi, lava đang chảy xuống kìa. Còn robot nó sẽ chết nè. Rồi, ôi. Được rồi, mình có chìa khóa, bây giờ mở cửa nè, mở ra. Rồi, mọi người chạy ra đây. Cảm ơn Jack nha, cảm ơn Jack, tôi bố năm cuối cùng mình thành công. Được rồi, đến lượt số 5 tôi chỗ tay đây. Ôi, số 1 cậu chơi dở qua, cậu không cứu được ai hết. Trời, thử thách nói gì vậy trời, cứu xe sao chị chơi? Chị dở rồi, thôi lại chị luôn. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 3 người thôi, chúng ta vô vòng bứt phá nào. Chào mừng đến với thử thách Bill Battle. Tôi đã chia ra 3 khu vực cho 3 các bạn đều xây. Ai bill chủ đề Jack VN đẹp nhất thì người đó chính là Jack VN thật thù. Chúng ta sẽ hạ màn để xem sản phẩm của từng người nào. Hello, đây là sản phẩm của số 2 nè. Trời ơi, sao mà xấu quá vậy trời. Xấu quá, tôi đã có tâm huyết vô đây luôn mà. Thôi, đây là sản phẩm của số 5 như thế nào rồi. Trời của tôi sao, nhìn dễ thương chứ kìa. Nó giống con creeper màu cam vậy. Creeper màu cam, nhìn kìa. Trời ơi, có màu của chính đạo của Jack VN luôn á. Nhìn kìa,